Đây là các lỗi khi các bạn chơi game và bị lỗi di chuyển. Thứ nhất là các bạn chơi BlueStacks 4. Đây là dựa trên kinh nghiệm của mình cũng như mình tìm hiểu một chút ít. Thì thứ nhất đó chính là do phiên bản BlueStacks của các bạn. Nhưng mà mình nghĩ cái vấn đề này thì chắc là nó hiếm. Tại vì BlueStacks 4 thì lúc trước mình cũng chưa biết chỉnh setting nên chắc là do vậy. Từ lúc mà mình chuyển lên setting 5 thì nó có một cái gọi là cái setting sẵn cho mình á. Nên mình chơi nó không bị lỗi, vẫn bị lỗi. Nhưng mà sau đó mình xem được Invicta và mình bị hết việc rồi. Nói chung setting mình hơi giống Invicta ở cái phần trên phím. Còn cái vấn đề thứ hai á là do anh em sử dụng DPI này. DPI anh em chọn rồi là tùy vào máy nữa. Nói chung là mình đã tự test ở cái chỗ DPI thấp và mình có bị lỗi. Mình bị lỗi gọi là mất chuột, hay gọi đúng hơn là chuột nó bị lúc nhanh lúc chậm. Chứ còn cái vấn đề thì nó cũng sẽ xảy ra tình huống lâu lâu mình thấy nút di chuyển mình cũng bị lỗi. Còn nên và máy của mình thì mình để 480 cùng với cái độ nhạy này, cùng với độ nhạy XI này là mình thấy mượt. Xảy ra đối với máy của mình. Còn cái vấn đề thứ ba là chơi ở chế độ smart nè, không mở con lắc à, lắc là mấy con bò này ớ lầy theo. Mọi người nhớ tắt cái unikey đi nha. Chơi game này phải tắt cái unikey. Trường hợp thứ 4 là các bạn đang còn để unikey, bị đổi cái nút unikey mọi người bị tật quyền lắm đấy. Mình chỉnh lại đồ nhảy rồi cho cái này. Đây là mình phím test luôn nha. Đây là 280 rồi, 140 rồi, đây đúng rồi, đúng rồi, nhảy mình nhưng mà hơi nhanh đấy. Đấy đúng rồi. Ô, máy lắc rồi, anh em quay video hơi lắc. Đó, đây là đúng rồi, nhảy mình này mình dàn đánh không ạ. Bên em mọi người sẽ nên, tốt nhất là nên chuyển qua. Mình thấy cái lỗi này là chiếm đến 70%. Mọi người tốt nhất nên chuyển qua stand này thì cơ. Nó không có kiểu mọi người bật ba lô lên là nó hiện con chuột đâu. Nè, tắt. Đó, nó không có hiện con chuột đâu. Mọi người phải chỉnh lại. Chỉnh từ gì? Đâu rồi? Con chuột đâu rồi? Đây. Chỉnh từ cái đình chỉ này từ số x sang control. Lúc đầu là nó x nè, xong mình chuyển qua control. Nó là khi mà mình chơi á, mình bấm control là lòi con chuột ra này nè. Đó. Ê, nãy giờ có quay con chuột không vậy? Ủa, chết cha, nãy giờ không quay con chuột anh em. Đó là con chuột vậy nè, anh em xem nhớ hiểu thì thông cảm hộ mình. À, hiện con chuột vậy nè, là em biết cao với mình là ít khi bấm cái này á, chơi á rồi đó. Đây, dù mẹ phải bắn lại à. Mình sâu này. Đeo cái này vào, chơi ngay. Đâu rồi? Mấy ảo nhờ như hắt. Trời ơi má ơi, má bắn con đau quá má ơi. Đấy, bây giờ mọi người không cần này. Không cần đình chỉ chuột làm gì này. Là máy rồi đó. Cầm thỏ anh giết mày. Trời ơi má ơi, các má chơi gì kỳ vậy? Như là ơ trời ơi, ơi. Ủa
keo đâu mà bấm keo. Hát à? Ui rồi. Đỉnh quá mọi ơi. Đúng là vô liền, thằng nào bắn cũng biết rồi. Chết tôi rồi. Nãy giờ mọi người thấy tôi cầm chuông không đúng không? Đó. Rồi, chết luôn con. Mày con. Nhờn vô. Thao tác tôi không nhanh mà lấy ca đồ được. Bấm chuột cứ kiểu ngón út tôi yếu vậy. Đứng nhảy tại chỗ làm gì? Ơ và ai rồi khi chúng ta bắn qua ảo thì đam thường hay bị ảo, chắc là vậy á. Ô này đấy, mọi người thấy gì chưa? Đơn giản không? Đơn giản như đơn giản luôn. Hoặc là đang làm clip nên nó được boost sức mạnh 100%, chắc vậy á. Nó được cao luôn. Được rồi đi thôi. Không. Điện cao. Cao. Ok kìa ha. Không được rồi. Chết rồi. Kìa. Ngáo đá rồi. Kìa. Bắn nó lại lọt trà luôn. Đi mẹ, rút rồi, chỉ có rút thôi.